Chiếc bánh sinh nhật này rất đặc biệt khi được làm từ cá hồi, cá trích, bạch tuộc theo dạng sushi sashimi, hiện đang trở thành xu hướng mới dành cho những người thích trải nghiệm. Thì nó gần như là học theo cái bánh truyền thống của bánh ngọt của Pháp như bây giờ ấy. Nhưng mà với xu hướng của giới trẻ hiện nay thì bắt đầu người ta sẽ chuyển sang ăn heo chì, thì sẽ làm nên một cái bánh sinh nhật đấy. Nguyên liệu chủ yếu bao gồm cá hồi, cá trích, bạch tuộc, sò đỏ và các loại cơm cuộn và các loại sushi. Và cốt bánh thì còn bây giờ nó sẽ làm vài loại, bây giờ có cơm, có củ cải hoặc là không cần cốt bánh là bằng xốp chẳng hạn. Thế tùy thuộc vào kinh phí của khách nữa. Bánh bước 1 thì mình sẽ chốt với bánh và khách về loại nhân và các loại topping của trên bánh. Thứ hai là mình sẽ nhập nguyên liệu và bảo quản và tiến hành làm và chuyển giao bánh cho khách. Cảm giác đầu tiên là mọi người đều wow, sao lại nó lại có thể được như thế này nhỉ? Nhìn vào nó giống như một rừng hoa vậy đó, với rất nhiều gam màu khác nhau trong đấy được đan xen với nhau, nó tạo lên một cái bánh rất là rực rỡ. Thì mình thấy ở trên mạng có loại bánh sinh nhật bằng cá hồi sống. Mới đầu thì mình cứ nghĩ là quảng cáo thôi, nhưng mà không ngờ là nó lại có thật, mà thậm chí là nó rất là đẹp, mà còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa. Đây là lần thứ hai mà mình đã mua bánh này rồi, vì nó đáp ứng được nhiều tiêu chí như là ngon, bổ, đẹp, và đặc biệt là nó rất là độc đáo và không bị đụng hàng. Cả nhà mình thì đều có thể thưởng thức hết được cái bánh này vì là nó không bị ngấy và cũng không bị béo nữa. Khách hàng chủ yếu là các bạn trẻ muốn có một cái sự thay đổi, sự khám phá mới, và một số khách hàng thì hướng đến sự sang trọng. Trung bình mỗi chiếc bánh cần từ 500g tới 1kg cá. Chủ nhà hàng hé lộ mỗi tháng, quán dùng khoảng 1 tấn cá hồi tươi để làm bánh. Giá bánh sinh nhật dạng sushi sashimi như vậy dao động từ 500.000 đến 7 triệu đồng, tùy vào nguyên liệu đặt hàng của khách.